Ok, hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube NN Gaming TV của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục gọi là làm video về tựa game tốc chiến nha anh em. Đó, thì như gọi là một số anh em đã và cũng khá là nhiều anh em đã xem cũng như đã đăng ký ủng hộ mình để trong cái video mà mình đăng hôm qua ấy, là cái video hướng dẫn anh em gọi là tải cái cách để mà để tải game tốc chiến này nhanh nhất đấy, và có tặng có gọi là nói cho anh em gọi là tặng ba acc ấy, ba cái gmail rồi. Thì mình hôm bữa thì mình đã có được đăng ký được ba cái gmail gọi là để tạo tài khoản bên Brazil đó, để cho anh em gọi là vào và tạo acc để chơi. Nhưng mà tạo acc để chơi nhưng mà khi mà tại thời điểm hiện tại ấy thì nếu mà các anh em cũng như anh em nào mà đã chơi được ấy, cũng như một số anh em mà đã có tham gia những cái group trên tốc chiến thì cũng đã biết được cái gọi là một số thông tin mới từ Riot Game nha. Đấy, thì cái thông tin như sau thì mình sẽ cung cấp cho anh em. Đây, thì đây chính là hai cái thông tin mới nhất từ Riot Game. Thì đó, thì Riot Game mới đưa ra hai cái thông tin chính thức về nói về tốc chiến mà anh em đã đăng ký tài khoản. Thì cái thông tin đó như sau thì mình sẽ tạm dịch cho anh em như vậy nha. Một trong những mục tiêu của bản thử nghiệm Alpha trên Android theo vùng đất là để thu thập dữ liệu và phản hồi một nhóm nhỏ những người chơi từ vùng đất nhất định khi bước vào giai đoạn thử nghiệm trên toàn cầu. Chúng tôi nghĩ rằng phản hồi này sẽ giúp cho tốc chiến cải thiện nhiều hơn khi được ra mắt chính thức. Tuần lễ vừa qua, chúng tôi thấy rất nhiều người chơi đã tìm cách cài đặt và tham gia thử nghiệm mặc dù không được mời từ những file game không chính thức. Nói trắng ra thì server của chúng tôi chưa đủ sức chứa một lượng người chơi như vậy một cách ổn định. Vì vậy, chúng tôi đã vô hiệu hóa tất cả những tài khoản đã tham gia game mà không được mời trực tiếp từ Google Play hoặc là App Store. Việc này không ảnh hưởng đến những đợt thử nghiệm test sau này. Một tin tốt là nếu chúng tôi đưa bản thử nghiệm về đúng hướng ban đầu, có nghĩa chúng tôi sẽ mời thêm nhiều người chơi hơn từ Brazil và Philippines, và chúng tôi hứa sẽ cập nhật thường xuyên cho các bạn về những vùng quốc gia đợt thử nghiệm sắp tới. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn và những phản hồi của các bạn tới thời điểm này chúng tôi thật sự biết ơn, và chúng tôi mong rằng sẽ gặp lại các bạn trên đấu trường công lý một cách sớm nhất. Đấy, thì đó là thông tin chính thức từ Riot Game đã ra, mình đã tạm dịch cho anh em là như vậy. Đó, thì cho nên thì những gọi là ba cái gmail của mình định tặng cho anh em trong ngày hôm nay ấy, thì gọi là tặng cho anh em đã gọi là có một số anh em đã ủng hộ mình rất là nhiều luôn đó, nên mình đã tặng cho anh em. Thì rất là tiếc luôn, thì sau khi mà Riot Game công bố cái này thì mình đã vào thử ba cái gmail đó, thì gọi là nó đã bị khóa rồi nha anh em. Đấy, cũng như khóa rồi, mình không thể chơi được, không thể đăng nhập vào game nữa. Đấy, thì nó bị ban hết rồi anh em mà. Đó, nói chung là nếu mà không được Riot Game mời bởi cái mời chính thức từ các streamer ấy, chủ yếu là các streamer Riot Game mời ở Philippines thì được trải nghiệm và nó không bị ban thôi nha anh em. Đấy, còn nếu mà những anh em mình ở Việt Nam mà gọi là chơi tải có đăng ký rồi thì sớm thì cũng sẽ bị ban trong ngày hôm nay thôi. Đấy, thì rất tiếc và mình cũng rất xin lỗi những anh em đã gọi là đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mong có thể nhận được acc mà chơi. Thì cái này thì cũng là lỗi, nói chung là lỗi của mình đi.
đấy thì Garot Game nó cũng đã khóa rồi nên mình không thể gửi tặng cho anh em những cái cờ, những cái nick để anh em có thể thử nghiệm được đó. Thì anh em nào đã thử nghiệm được thì mình cũng xin chúc mừng, thì anh em cũng đã chơi sớm hơn được rất là nhiều người trên thế giới rồi đấy. Thì anh em gọi là cũng đừng buồn nha, còn anh em nào chưa trải nghiệm thì cũng đừng buồn đấy. Thì theo cái thông tin hồi nãy mình có đọc bên Garot Game ấy thì nó có nói là sẽ sớm mở rộng thêm gọi là cái server ở Philippines cũng như ở các nước mới trong cái thời gian gần nhất đấy. Thì mình nghĩ nếu mà thì mình nghĩ thì sớm muộn gì thì cũng sẽ về Việt Nam đấy. Về Việt Nam thì sẽ cho anh em test thôi đấy, đến lúc đó thì nó gọi là ra bản test chính thức trên CH Play rồi thì anh em có thể gọi là chơi thoải mái nha đấy. Thì còn bây giờ thì tải bằng những cái file mà không chính thức của nó đấy thì nó gọi là sẽ xóa, nó bị ban hết các ặc, anh em sẽ không chơi được nha. Đó, đó là cái thông tin mà mình gọi là muốn giới thiệu, muốn nói cho anh em đấy. Thì mình cũng rất là xin lỗi thì mình không thể, mình không có còn ặc để mình tặng cho anh em được nha đấy, tại vì nó khóa rồi. Bây giờ anh em nếu mà mình có đưa Gmail cho anh em thì anh em vào thì nó cũng không có chơi được đó. Thì mình rất xin lỗi luôn, thì rất cảm ơn những anh em đã ủng hộ mình nha đấy. Thì hy vọng sẽ sớm muộn mình sẽ tìm hiểu cũng như cập nhật những thông tin mới về game tốc chiến này nha đấy. Thì mình sẽ gửi đến những thông tin mới nhất cũng như nếu mà có cách để chơi cũng như tạo ặc đấy bên trải nghiệm sớm thì mình sẽ gọi là truyền tải thông tin sớm nhất đến anh em nha đấy. Nếu anh em ủng hộ thì nhớ để lại cho mình một like, cũng như ai chưa đăng ký kênh có thể đăng ký và ấn chuông để xem những cái clip mới nhất từ kênh của mình nha. Đấy thì kênh của mình là sẽ làm về hai tựa game chính thôi, hai tựa game chính là Tốc Chiến này và Liên Quân đó. Thì anh em nào yêu thích Liên Quân hoặc là Tốc Chiến á đấy thì có thể gọi là đăng ký kênh theo dõi ủng hộ mình nha đấy. Put your fucking hands